Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công dự án Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Fujikin Đà Nẵng triển khai với số vốn đăng ký đầu tư hơn 35 triệu đô la Mỹ. Dự án hoạt động với các mục tiêu nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ như thiết bị năng lượng hydro, thiết bị nano, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, hệ thống lọc nước, sản xuất thiết bị không người lái, robot, thiết bị y tế nhằm mục đích thương mại sản phẩm. Dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2024. Đến nay, khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã thu hút được 503 dự án, trong đó có 130 dự án FDI với tổng số vốn hơn 1,85 tỷ đô la Mỹ. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh Lào Cai đang rà soát số lượng lao động ngoài tỉnh và số lượng công dân có nhu cầu trở về từ các tỉnh phía Nam để chủ động các phương án phòng chống dịch COVID-19. Thời điểm hiện tại, rất nhiều công dân đang di chuyển bằng xe máy về Lào Cai. Tỉnh đã lên phương án kích hoạt các khu cách ly tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố trong trường hợp lượng công dân trở về với số lượng lớn. Ngành Y tế tỉnh Lào Cai cũng chủ động phối hợp với các ngành liên quan, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe công dân. Các bệnh viện dã chiến luôn sẵn sàng tiếp nhận điều trị công dân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hà Nam có 7 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút khoảng 70.000 lao động làm việc. Nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng diễn biến phức tạp, tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp cùng với các cấp, các ngành triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để bảo vệ sức khỏe cho người lao động và bảo đảm an toàn chuỗi sản xuất. Từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, Hà Nam ghi nhận 89 ca F0 trong khu công nghiệp Châu Sơn. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam chủ động thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Châu Sơn, Thanh Liêm kích hoạt phương án 3 tại chỗ từ ngày 27 tháng 9. Để có thể vượt qua được đại dịch, công ty vẫn đang và luôn luôn tuân thủ các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Quản lý và phối hợp cùng sở ban ngành để thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch. Công ty đã kích hoạt 3 tại chỗ và chủ động cố gắng hết sức để bảo đảm cho vừa sản xuất vừa chống dịch. Nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo quy định, toàn bộ công nhân đến làm việc phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào công ty. Các doanh nghiệp đã chia nhỏ nhóm ăn giữa các ca của công nhân và bố trí vách ngăn giữa các bàn ăn. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng là hỗ trợ tối đa nhất cho những cái doanh nghiệp mà đang trong cái khu vực mà ba tại chỗ, như là cái việc mà hỗ trợ cho cung cấp nhu yếu thiết phẩm cho công nhân và người lao động cũng như là doanh nghiệp, thế và cái việc đi lại của công nhân và người lao động khi mà có những cái việc thực sự cần thiết. Cùng với việc thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, tiêm đủ 2 mũi vaccine cho công nhân lao động, Hà Nam yêu cầu các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, phòng chống dịch để ứng phó với các tình huống dịch cấp bách xảy ra, không để dịch bệnh lây lan trong các nhà máy, bảo vệ sức khỏe cho người lao động và không để đứt gãy chuỗi sản xuất. Nghệ An hiện có hơn 1.000 hồ đập thủy lợi, trong số đó có rất nhiều hồ đập đã xuống cấp, gây mất an toàn vào mỗi mùa mưa lũ. Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tích cực triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn hồ đập nhằm giảm thiệt hại thấp nhất do mưa lũ gây ra. Ngày 15 tháng 9 vừa qua, đập Bàn Vàng ở huyện Yên Thành đã xảy ra sự cố vỡ đập. Mặc dù đã được gia cố lại, tuy nhiên nguy cơ vỡ đập Bàn Vàng ở các đoạn xung yếu là rất cao trong mùa mưa lũ năm nay. Trước đó vào tháng 6 năm 2020 cũng đã xảy ra vỡ đập Ba Ra Đô Lương, phục vụ nước tưới tiêu cho gần 29.000 hectare đất nông nghiệp, gây ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân và sản xuất nông nghiệp tại khu vực Hạ Du. Dự kiến cuối năm 2022 là chúng tôi sẽ bàn giao toàn bộ công trình đưa vào sử dụng. Tỉnh Nghệ An hiện có 401 hồ đập chưa kiên cố, có nguy cơ mất an toàn, trong đó 252 hồ đập đã xuống cấp trầm trọng, do đó công tác rà soát, tu sửa, chủ động các phương án ứng phó được tỉnh Nghệ An chú trọng. Tập trung kiểm tra, giám sát để theo dõi và xử lý kịp thời những cái sự cố, ví như là sự cố mối, sự cố vì rứt nứt, nứt nẻ hồ đập đập cũng như là các cái sự cố mất an toàn, rồi là các cái phương án phòng chống lụt bão, đặc biệt là phương án 4 tại chỗ trong cái thời kỳ dịch COVID-19 xảy ra. Sự tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng khắc nghiệt, mưa lũ xảy ra với cường độ lớn và bất thường, các địa phương cần chủ động phương án phòng chống, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, nhất là trong mùa mưa bão. Cuối chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết trên cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.